Và kế tiếp đây thì, thì chúng ta nói tới cái câu chuyện của Hoa Kỳ nó đang gây tranh cãi là cái chuyện là có một số người người ta ủng hộ ông Trâm đang vận động gây quỹ để tìm tiền cho ông Trâm trả phạt món những cái món phạt khổng lồ đó như chúng ta thấy ông Trâm vừa có một cái, một cái một cái một cái một cái kê hình sự coi như thất bại nữa và trong đó người ta ông tránh án ông ấy ấn định cho một cái số tiền phạt rất là lớn đây là một cái uh, phiên xử về cái chuyện mà ngày xưa tập đoàn ông Trâm đó và gọi là, là là khai gian là nâng cái giá trị tài sản của mình lên để mà được hưởng những cái lợi ích trong cái việc mà uh, thuê uh, vay nợ hoặc là cái chuyện mà uh, hưởng những cái đặc ân về bảo hiểm vân vân. Chuyện nó rất là rắc rối nhưng mà mình chỉ hiểu đại khái là như vậy đó. Và vừa rồi thứ sáu vừa rồi trong một cái phiên tòa xử ở bên uh, New York cái ông trái nhà án actor Angoran đã được, được tuyên phạt ông Trump phải trả một cái món tiền phạt nó lên tới 355 triệu đô la Mỹ và đồng thời cấm ông Trump không được kinh doanh ở New York 3 năm đây là một, một cái món tiền phạt nó khổng lồ nó còn gấp 3 gấp 4 là cái món phạt phạt trước là 80, 80, 83 triệu chấm 3 triệu đô la nếu mà hai cái món tiền này mà gộp lại thì chúng ta thấy rằng ông đã bị một cái món phạt là ba trăm bốn triệu đô la quá lớn luôn bắt đầu thì bây giờ đó thì à, báo chí của hoa kỳ người ta đang nói tới cái chuyện là ông trâm như vậy thì làm sao mà trả phạt và như vậy hoặc là người ta đặt cái vấn đề là nếu mà như vậy ông trâm có thể là khai gọi là phá sản để mà tránh trả nợ hay không thì chính báo chí của Hoa Kỳ người ta cũng trả lời luôn Người ta nói là chuyện đó là khó Hiện nay chúng ta biết rằng ông Trump Ông ấy đang coi là, là tuyên bố rằng đây là một cái bản án nó hết sức là nó vô lý bởi vì trong cái vụ án này dù gì đi chăng nữa không có ai là nạn nhân cả và lại những cái món nợ cũ đó ông ấy, thì ông ấy đã trả xong rồi thì tại sao phạt ông ấy như vậy thành ra ông ấy đang tìm cái cách là kháng án lên tòa cao hơn tòa phúc thẩm để mà bỏ đi cái cái án phạt này thực sự là mình nói là lý lý là lý luận như ông Trâm thì nó cũng đâu có có gì là là sai chúng ta biết rằng là cái chuyện mà ông Trâm có nâng cái giá trị tài sản của ông lên hay hay không thì cái chuyện đó nó đâu có thành vấn đề cái chuyện là quan trọng là cái nhà băng mà cho ông vay á là phải thẩm định cái giá trị tài sản của ông chứ đâu phải là ông cứ nói cái gì nghe cái chuyện đó chúng ta vay tiền mua nhà chúng ta biết rồi chúng ta khai đủ thứ nhưng mà nhà băng người ta đâu có người ta sẽ xét cái khả năng trả nợ của chúng ta theo cái tiêu chuẩn của nhà băng người ta thấy an tâm thỏa mãn thì người ta mới cho mình mượn tiền chứ không dễ gì mà lừa được nhà băng cả cho nên cái chuyện mà ông trâm và ông nó xin kháng án phải nói là nó là đúng chứ không phải là, là nó có gì là sai cả mà thì bây giờ đó thì bây giờ người ta tô, tô, trong khi chờ đợi cái kháng án đó thì người ta cứ bàn tới khả năng trả nợ của, của ông Trump người ta nói rằng là ông không thể khai cái là bằng Roxy tức là khai phá sản để mà trốn nợ được bởi vì người ta chỉ có khai phá sản khi nào cái món nợ nó vượt qua cái khả năng chi trả giống như ông Giuliani đó ông bị phạt tới cả trăm triệu mà cái tài sản của ông thì, thì, thì giỏi lắm là 10 triệu đổ lại thôi thành ra ông có quyền ông khai phá sản nhưng mà ông châm này thì không được ông châm này ngày xưa đã coi như là không ai đánh mà khai là ông có nhiều tiền mặt lắm ông có trong tay tới 400 triệu đô la mà mà rồi thì cái công ty mà gọi là châm media với lại technology của ông nội một cái công ty đó không trị giá tới 4 tỷ tức là ông giàu có lắm thì làm sao mà người ta cho ông cho ông cái khai phá sản để mà trốn nợ thế nhưng mà cái chuyện mà ông sẽ có phải trả nợ hay không trả nợ như thế nào là cái chuyện nó rất xa trong tương lai bởi vì bây giờ ông khá án rồi lâu lắm người ta mới mới xử lại được thì bây giờ có một cái hiện tượng nó rất là buồn cười và nó đẩy ra một cái là có những người ủng hộ ông Trâm đang gây quỹ để mà mong rằng là tìm tiền giúp ông ấy trả cái những cái món nợ khổng lồ đó thì cái chuyện ly kỳ này nó như thế nào? Hình như người ta cho rằng là nó phát xuất từ một cái bà doanh nhân ở bên Florida đó, bà này ái mộ ông Trâm ghê gớm lắm. Bà tên là Elena Rodon gì đó, Kendon. Thì bà này mới thấy như vậy mới gọi là tự động lập ra một cái quỹ gọi là GoFundMe và kêu gọi những người nào ủng hộ cho ông Trâm thì góp tiền vào để mà trả nợ cho 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 ông thưa quý vị chúng ta nhớ rằng là trong quá khứ ông Trâm đã từng tạo ra một cái quỹ để gọi là cái quỹ pháp lý để ông à, tổ chức cái cuộc điều tra mà gian lận bầu cử năm 2020 đó thế nhưng mà cái cuộc gây quỹ đó nó, nó hoàn toàn nó khác cuộc gây quỹ bây giờ hồi xưa nó dính dáng đấy chuyện bầu cử thành ra ông có thể ông gọi là cái việc vận động tranh cử cũng được thế nhưng mà bây giờ nó hoàn toàn nó khác là do tư nhân người ta nó, 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 nó vận động người ta trả nợ cho cái món phạt của ông xưa nay thì người ta thấy rằng là người ta có quyền gọi là gây quỹ để mà giúp đỡ cho một cái bà mẹ có tiền chữa trị cho một cái bệnh nan y và đứa con nó mắc phải thì cái chuyện đó nó chính đáng hay là chuyện người ta gây quỹ để giúp cho một cái cô giáo đó bị tử vong trong cái vụ xả súng ở bừa bãi ở nhà trường đó, để giúp thân nhân có tiền trang trải ma chay thì nó hoàn toàn nó chính đáng hay mới nhất là cái chuyện mà người ta gây quỹ để giúp cho một cái ông ông, ông, ông tội phạm mà ông bị oan ông ngồi tù suốt 46 năm oan khi mà trả ông ra ngoài xã hội minh ngoan cho ông thì ông già rồi ông không còn có sức lực nào để mưu sinh thì người ta gây quỹ để giúp ông sống là cái cuộc quãng đời còn lại thì cái điều đó hoàn toàn là làm được rất chính đáng nhưng mà tất cả những cái điều đó nó chỉ nằm trong cái lãnh vực là nhân đạo mà thôi còn bây giờ họ gây quỹ mà giúp cho ông trâm ông một, một tỷ phú để trả nợ thì hình như nó có một cái điều nhưng nó không thỏa đáng không biết là nó 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 có hợp pháp hay không bởi vì rằng là một mặt thì tòa án phạt như vậy là chứng tỏ một người đã có tội mà bây giờ xã hội bắt đầu nhận là, là quyên tiền để mà giúp cho cái người người tội phạm đó trả nợ thì không khác gì là đang tố cáo là tòa án ra một cái một cái một cái án xét xử nó nó không có công bằng nó 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 mang cái tính đàn áp và cái điều này thì nó có hơi hướng chính trị trị nhĩ quá và như vậy thì có lẽ là cái chuyện mà gây quỹ để mà giúp đỡ cho cho một cái tội phạm trả được cái món nợ mà nhất là tội phạm nó lại là một cái tỷ phú thừa tiền thừa bạc để trả nợ thì có lẽ là nó không thỏa đáng tí nào cả tuy nhiên ở đây mình thấy rằng là nó có cái điều rất là lạ lùng thế mà cái chuyện gì dính dáng tới ông trâm á cho dù là nó nó vô lý hay nó cháy khoáy hay là nó có khả năng xảy ra rất ít như thế nào chẳng nữa nhưng mà nó cứ xảy ra như thể là ông cha bấm có một cái là một cái phù thủy có pháp thuật thì phải và cái thứ hai là mình thấy rằng đối với cái chuyện này chuyện gây quỹ mà giúp ông nó trả tiền nợ đó tới 400 triệu đô la là cái chuyện nó, nó đâu phải là dễ dàng mà thực hiện được những cái khối ma gam ủng hộ ông chắc phải bán cái nhà bán cửa thì mới mong trả nợ được cái món tiền khổng lồ đó mà mình thấy là ông trâm ông cũng vẫn cứ giữ một cái thái độ im lặng ông cũng chẳng lên tiếng khen hay chê cái chuyện đó dường như là người ta cho rằng là ông đang tính toán để tìm cách gọi là khai thác cái lợi ích từ cái việc này ra sao